Có 3 nhiệm vụ mà cấp cứu thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo trong giai đoạn này. Thứ nhất là cấp cứu F0 và các trường hợp phòng chống dịch. Thứ hai là cấp cứu cho các bệnh nhân thông thường. Và thứ ba là cấp cứu tại các địa điểm tiêm vaccine. Trước đây thì bình quân mỗi ngày trung tâm cấp cứu 115 sẽ tiếp nhận khoảng 1.200 cuộc gọi, thì nay đã tăng lên 4.000 đến 5.000 cuộc gọi cấp cứu hàng ngày. Trong khi đó thì xe cấp cứu của toàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 200 xe cấp cứu và chỉ có 8 đường dây tiếp nhận cấp cứu. Như vậy thì có thể thấy cấp cứu của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang quá tải. Và để giải bài toán quá tải này thì thành phố Hồ Chí Minh phải tập trung vào 3 mắt xích sau. Thứ nhất là tổng đài tiếp nhận cấp cứu, thứ hai là phương tiện vận chuyển và thứ ba là cơ sở điều trị. Về tổng đài thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ nâng cấp từ 8 đường dây cấp cứu lên 40 đường dây tiếp nhận cấp cứu. Điều này sẽ góp phần giải quyết việc người dân gọi đến tổng đài nhưng không được. Về phương tiện vận chuyển thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư thêm xe cấp cứu và trước mắt sẽ trưng dụng chuyển đổi 200 xe taxi truyền thống thành taxi y tế và trên các xe này sẽ được trang bị thêm màn chắn, bình oxy, kit xét nghiệm. Về cơ sở điều trị thì việc tăng công suất và tăng khả năng thu dung điều trị F0 cũng đã được đặt ra để tránh tình trạng quá tải. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các cơ sở bệnh viện không được chậm trễ trong cấp cứu người bệnh, kể cả bệnh nhân thông thường. Như vậy chúng ta có 3 mắt xích quan trọng để kịp thời cấp cứu người bệnh để có thể giảm thiểu tối đa tử vong. Tất cả các khâu này phải đảm bảo đồng bộ. Và để triển khai đồng bộ các mắt xích này thì thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập một trung tâm điều hành cấp cứu tại công viên phần mềm Quang Trung. Tổng đài tiếp nhận cấp cứu thì không thay đổi là 115, tuy nhiên thì cách thức vận hành và phối hợp sẽ có nhiều khác biệt. Ngoài ra về nhân lực thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động thêm các giảng viên, viên chức và sinh viên của các trường đại học như là Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để giảm tải. Đợt này thì chúng ta có đội hình chuyển bệnh thì gồm có 31 sinh viên. Đội hình tổng đại viên cho trung tâm cấp cứu 115 thì là 37 và có 4 giảng viên của nhà trường trong đội hình paramedic. Với các giải pháp triển khai thì kỳ vọng năng lực cấp cứu của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nâng lên. Làm thế nào để đảm bảo cấp cứu các trường hợp F0 và phòng chống dịch cùng với đảm bảo cấp cứu cho các bệnh nhân thông thường khác đang là bài toán đặt ra ngay lúc này.